chào quý vị, một lần nữa rất thành lại được gặp gỡ quý vị trong một bộ sưu tập mới của mình, đó là bộ sưu tập nước hoa. Thành có một cái kỷ niệm là ngày xưa đó, lúc mà Thành còn bé đó, lúc đó mình gia đình chưa đủ điều kiện để mà mua nước hoa lại đắt tiền. Thì Thành có nhớ là Thành có qua nhà một người bạn chơi thì Thành thấy là nó có 9 chai. Thành mới suy nghĩ là trời, tại sao người ta sung sướng như vậy, mình muốn nửa chai kiếm không ra mà nó có 9 chai. Lúc đó Thành ngồi mình nghĩ là ôi bạn này rất là hạnh phúc. Thế là cuộc đời mình khi mà lớn lên là quyết tâm để ngày hôm nay mua được khoảng trên 90 chai. Thì nói chung là Thành nghĩ là cuộc sống ai cũng vậy, nên có một cái mục tiêu nào đó để mình phấn đấu. Tại vì khi mà mình sống mà nó không có mục tiêu, nó không có mục đích thì nó nhàm chán lắm. Thành nhớ cái kỷ niệm ngày đầu tiên á, khi mà Thành làm được một cái tour diễn khoảng 10 show. Sau đó Thành đủ tiền và Thành chuyện đầu tiên là chạy ngay ra cửa hàng để mua một chai nước hoa. Và rất may là đó là một chai nước hoa giả, bán mắc nhưng mà xài không có được, xịt khoảng ra đường nửa tiếng nó hết mùi. Tức quá với lại đổi lấy một chai vớ vẩn không ra gì, nhưng mà thì cuối cùng thì Thành nhớ không lầm là đây là cái chai nước hoa đầu tiên trong cuộc đời mà Trấn Thành đã mua. Thấm thoát thì nó cũng đã trải qua 5 năm rồi, và bây giờ thì đến năm thứ 5 này thì đố ai lừa gạt Trấn Thành để bán được nước hoa dưỡng. Và gần đây thì Thành mới vừa cho thêm hai bạn nữa vào trong bộ sưu tập của mình, cũng trong cái series mẹ bồng con. Đó là hai chai Sabato này. Nói chung là hai cái chai này là hai cái chai rất là mắc cười, là khi Thành vào Thành đi shopping chung với bạn của mình, bạn mình mua thì mình đứng bảo là chẳng có cái gì cho mình mua cả, nhưng mà lát nữa cuối cùng khi mà ra tiệm em mua nhiều hơn bạn em. Nào là vỏ, nào là giày, nào là thắt lưng, nào là ví da, và cuối cùng tự tán thưởng cho mình hai chai nước hoa.